Vâng, clip này để hướng dẫn tắt mở cái hệ thống an toàn Toyota Chip Vincent trên chiếc xe Toyota Vios phiên bản G cho quý vị các bạn nhé. Rất ngắn thôi ạ. Chúng ta sẽ có hai cái biểu tượng ở đây ạ. À, đây là cảnh báo lệch làn này. Cái mức lệch làn của chiếc xe thì chúng ta nên lưu ý là hoạt động ở 50 km đổ lên nhé, thưa quý anh chị các bạn. Phù hợp đi trên đường cao tốc ạ, thì giúp khi quý anh chị đánh lệch làn ở những anh nó nhờ sẽ cảm biến radar phía trước ạ. Khi đó sẽ cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh ở trên màn hình đa thông tin cho quý anh chị. Và hỗ trợ cả đánh lái á. Và thứ hai đó là phanh tiền va chạm đây. Nó sẽ có khoảng cách nhé. Khi mà chúng ta di chuyển với một vật cản ở phía trước của chiếc xe chẳng hạn, thì nếu mà trong trường hợp chúng ta lơ đãng với khoảng cách gần hay xa thì nó sẽ đầu tiên cảnh báo. Sau đó khi phát hiện chúng ta phanh nhẹ hoặc là không phanh thì tính năng này sẽ hỗ trợ phanh để giúp quý anh chị đi trên đường an toàn hơn ạ. Cách tắt mở rất đơn giản vậy thôi.